bạn này có mỗi cái đặc điểm là mỗi lần sợ là bắt đầu nói nhiều. Ủa chứ bình thường em nói ít hả? Hả? Không có đâu à. Trời, mình thích cái trò này quá luôn á. Cái tiếng ghê quá. Cục dữ dội luôn. Có gì đâu mà dừng. Có gì đâu. Cảm giác kinh khủng lắm chứ bộ. Nó đang tuột xuống hay là cái gì vậy? Giờ đó đang chuẩn bị lên đỉnh. Bây giờ đang leo lên rồi đang đi xuống. Có gì đâu mà la. Có gì đâu la âm sùm vậy. À bây giờ đó, xuống đó. Nãy giờ mới lên thôi. Đó. Hết. Không có gì em hàng hả? À, có hả? Nhờ vậy mà hai đứa nó yêu nhau rồi kìa. Từ đây là yêu may hơn chút rồi đó. Cũng vui. Cái này đâu có lộn gì đâu, chỉ đưa lên cao thôi. Nhưng mà cái người mình nó vẫn giữ nguyên. Nhưng mà chú ý đây là cái quan trọng suốt nè. Bình biển. What can I buy? Biển xanh lắm, bé chẳng giam tâm độ. Biển hoa trên bờ cát trắng phau. Bé ngực cát xây bao nhiêu nhà lầu. Ok, ok, ok. Ngồi trong một cái nơi an toàn như vậy. Ông mày ông nóng kìa. Nóng chặt. Con giới thiệu. Đây là gì vậy? Big fish. Hey, yes. Đó vậy cá gì? Cá ngừ. Ừ. Sumimasen. Nanesuka? Maguro kaitai shimasu. Maguro. Maguro. Where maguro? これ cross street じゃないですか? これ maru gì? Go. Maru go. Cá heo. Oh. Cá heo đúng phim. Lần đầu tiên mình thấy luôn. Sao lớn quá vậy? Cái gì cá heo lần đầu tiên thấy luôn là sao mày? Nói chung là mày nó có nhiều điều mà lần đầu tiên khá lắm. Maguro. Ok. Có nữ là một cái. Ok, sorry. Go. Mém chạy giờ. Go. Nhanh lên. Swimming. Biết nói arigato rồi. Kuroshio! Where? Kuroshio! 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 Chợ đọc luôn hả? Chợ Kuroshio là một khu chợ bán các loại hải sản tươi sống. Tại đây có show xẻ cá ngừ đại dương nổi tiếng, được tổ chức một ngày ba lần. え、桂子で水揚げされました。これでいけたいです。これ、キハダマグロになります。え、マグロの中では一番このマグロがですね、美味しいマグロになります。今この時期の天然マグロといえば、このキハダマグロですね。ステンレス加工されたサバ使ってるの生の。はい、初めに尻尾の部分切ります。尻尾切ると分かりますね。これ切った断面、このように赤くなってるマグロが美味しいマグロなんですね。この部分。 はい、次はですね、これから頭です。頭の部分、生で食べることできないんですけども、これね、頭を丸焼きにする料理がありまして、これをパブト焼きと言いますね。血がサラサラになる成分なんかがたくさん含まれてますね。よいしょ。はい。マグロは大きいものになりました。パッチュー。成長します。 Có kỹ thuật. Được, nhưng mà mình phải mua trước chứ. Ngon quá. Nhưng mà mình phải mua trước chứ. Con thích quá, mày mua cho mấy con đi. Từ để xem có mấy có đủ tiền không nè. Một phần là 1.500 yên đó các bạn. Cứ nhận là 300.000 yên. Đó là 300.000 yên. Không, cái phần đó, cái phần mắc hơn của mình mới là 5.000. 300.000 là miếng nhỏ đó. Sumimasen. Selfie please. Selfie.
One, two, three. Mom. Anh đang thấy cái đầu cá nè. One, two, three. Yeah. Arigato. Arigato. Nhiệm vụ đã được hoàn thành xuất sắc. Giờ là lúc thưởng thức món cá ngừ tươi sống vừa được xẻ xong. Ủa, mới mổ xong ăn tươi luôn. Dạ, ăn thử. Có nước tương sẵn rồi kìa. Nakaochi, Nakaochi. Nakaochi. Ồ. Ai bà? À. Mới mổ xong. Mai có vẻ như ướp vậy hả? Ông vậy ăn sống luôn. Tươi rối luôn các bạn ơi. Ở mặt tôi kìa thấy ghê quá. Yeah, có lẽ là mình nên mua một cửa về nhỉ. Ở chợ Kurosio, các bạn không chỉ được ăn thử cá ngừ mà còn có thể mua các món hải sản tươi ngon tại các quầy bán hàng. Mấy chọn một phần đi. Bây giờ mình sẽ lựa phần sushi này để dễ ăn hơn, đem ra ngoài và ăn liền được luôn nha. Otoro. Phần otoro này các bạn thấy không, là xen giữa thịt cá rồi còn có một cái phần mỡ nè. Mình được ăn ở chỗ lãng mạn quá ha. Ngay chợ cá là kế biển luôn. Rồi, đây còn là một địa điểm lãng mạn lý tưởng cho một bữa ăn. Không gian à. Nhưng mà giá có thêm người yêu thì vui hơn. Tôi cũng tội với bọ. Tôi phải đi với càng ngố. Yes. Đúng không? Cái đó là dưới bụng đúng không? Bụng cá ngừ đúng không? Tại mình ngon. Chỗ mỡ gì? Yes. Mỡ nhiều nhất là bụng. Wasabi. Nước tương chấm vô bỏ vô miệng. Gì vậy? Cần thế thảm vậy ông Vương? Nhai. Ông đó bị mù tạt căng lên não rồi đó. Trời ơi, bỏ mù tạt cho chút xíu mà làm gì. Cá này tên là otoro. Vậy giờ phải chấm nhiều wasabi lên phải không? Đúng rồi. Trời, có xíu wasabi à. Em không thích chấm nhiều đâu. Tại wasabi chấm với bất kỳ cái gì nó cũng át hết mùi rồi. Cái này ăn không còn ngon nữa mà. Vậy thì mình sẽ làm gì ở đây đây? Hả? Konnichiwa. Konnichiwa. Cái này biết tên tụi mình chắc là cổ là người hướng dẫn tụi mình đâu hôm nay. Đúng rồi. Konnichiwa. Konnichiwa. Daido no Yasukawa desu. Yasukawa. Watashi wa Miko desu. Miko-san. Yes. Watashi wa Mai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Kongo buji ikimasu. Ajikan meisou shi ni ikimasu. Ajikan te iu no wa Hotoke-sama to jibun ga hitotsu ni naru, sou iu meisou desu. Với sự hướng dẫn của cô Yasukawa, Mây và Lan Trinh sẽ đến với Kongo-buji, ngôi đền chính trong các ngôi đền ở núi Koya. Không công nhận cái lá đỏ làm cho cảnh nó đẹp ha. Đẹp quá. Yếu mùa thu. Trời đẹp quá. Rất lạ ở chỗ mái chùa. Nhưng nói tới mái là mình cơ lại thấy có hai cái gì đấy. Có hai đường cái nước đó, đúng không ạ? Hứng nước mưa phải không ạ? Ano oke desu ne. Are wa amamizu o tamete kaji no toki ni yane o shimerasu mono desu. Hay. Tại vì chùa rất hay bị cháy. Xét đánh liên tục. Cái điều này xét đánh. Nên những cái đường nước đó là để phòng ngừa. Shippo ne. Quá đẹp quá. Tatami wa heri o fumanai you ni shite kudasai. Tatami. Tại điện thờ này, hôm nay hai người bạn sẽ được học ngồi thiền theo phương pháp Ajikan. Không được bước dẫm lên cái đường ngang ngang á. À, cái mép chiếu. Tadaima ni Ajikan meisou no taiken o hajime sase itadakitai to omoimasu. まず一つは体を整えること。で、二つ目が呼吸を整えること。で、最後三つ目に心を整えて瞑想の世界に入っていきたいと思います。左足。ロケンファンゴイセパンナ。その上に右足を乗っけます。太ももに右足の甲を。Ê, cái này dễ buồn ngủ lắm nha. Ông May ngủ nè. Ai nói?
cái này là ngủ thiệt à. Tâm hồn mình hòa là một với thiên nhiên rồi đó. Đó, em đã được tái sinh. Do đó bây giờ tâm hồn của em nhẹ nhàng và thanh tịnh lắm. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu ăn từ món udon này. Mọi người ngon miệng. Chị thích ăn cọng mì đó lắm luôn. Wow. Ngon quá. Ăn thì ăn lẹ lẹ giùm cái. Ăn phải tận hưởng chứ. Ăn cái gì từng miếng khó chịu chứ. Goma dofu. Goma dofu. Goma dofu. Goma dofu. Goma dofu. Goma dofu. Ngon lắm. Ồ, đúng là có mùi mè rất là ngon. Goma nhìn thì giống đậu non. Goma no paste to, それからくずを使ってるんです。あ、一口でいきました。どうですか？おいしい？ngon quá. Ngon, ngon. Oh, the leaf. Hình của một chiếc lá. Lá tên gì ạ? Potato chips みたいね. Icho. 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 Khoai tây cắt hình chiếc lá. Mita teru. À, これ, jagaimo de, ano, nan daro. Nó cầu kỳ ha. Khoai tây chi. Potato chips みたいね. Khoai tây. Potato. 季節季節によってね、あの、お料理に出すあのものが変わってくるんですね。今は秋ですから、イチョウの葉っぱ、あの綺麗な黄色のイチョウの葉っぱをこうポテトで表してるんですし、春になったらまた違うもの、いろいろ工夫しながらあの精進料理に使ってるんですね。この精進料理どうですか？Những món chay thì ăn là một cái cảm giác hoàn toàn khác.Vẫn rất là ngon, nhưng mà thấy nhẹ nhàng. Bữa giờ ăn thịt nhiều quá rồi. Người mình rất là thanh thoát.